cái này lật nữa nè. Mấy cái ớt này đợi mà nó chín thì mình rửa bẻ. Ớt này cũng cay lắm nè. Cay. Thấy nó bự chứ không phải ớt sừng đâu nghe cả nhà. Cái này người ta có nấu nước uống rồi nữa. Với lại hồi nhỏ em có nhớ là một cái loại dầu gội là sử dụng bông này nè. Dầu gội hoa đậu biết, hoa đậu biết đó. Nhớ hồi nhỏ hay gội đó. Đẹp quá ha. Đóng mưa trời. Nhiều lắm nè. Mình đường có nhiều cây đỏ nè. Mẹ thấy có cái lợt nè. Có màu đỏ nè. Có màu đỏ nữa hả? Ghê gì? Này chủ yếu rửa bụi thôi chứ không có gì. Nãy em rửa rồi mà cô Tin cho cô Tin chơi nè. Còn không ta? Còn trong đây nhóc kia nè. Hết chưa ta? Hết rồi. Nó chìm dưới kìa. Còn một con nữa. À. Mình xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Rồi, hôm nay nhà mình sẽ làm bánh canh ăn cả nhà ơi. Mình sẽ làm bánh canh theo phong cách nhà hàng quê hương. nguyên liệu thì hôm nay mình sẽ nấu bánh canh chả cá với lại tép. Mọi người đang chia nhau một tí nữa. Bây giờ thì mẹ với Băng đang dò cái phần bột nhồi xong rồi đó cả nhà. Thì bây giờ mình dò thành viên để một tí nữa anh Khải sẽ ép phần bột của anh Khải ha. Nhân thì đang phụ bếp làm mấy cái phần rau. Cái phần bột này nãy Băng với anh Quân có đi bẻ cái hoa đậu biếc nè, mà không biết canh liều lượng đó cho nên chế vô hơi cái này nó hơi lợt. Còn cái phần đậm thì cho nó ra đậm luôn. Còn cái phần này nó hơi bị thiếu nước dảo á, cái bằng làm nó màu nó hơi lơ nè, lỡ lỡ nè. Tính là cho nó ra màu trắng nhưng mà nãy nó có dính một phần của màu qua đậu biếc rồi, thành ra là nó hơi lật lật. Bữa nay mình nấu bánh canh thì có chả cá nè, bà có mua chả cá. Đó, nãy anh Khải có nhồi rồi đó. Nãy là anh Khải nhồi cũng lâu lâu rồi đó, chắc dai lắm nè. Chả cá này chút nữa Băng sẽ chiên. Còn ngoài ra thì có huyết nè. À, bên kia anh Khải thì đang lột mấy con gì ta? Tôm thẻ. Con thẻ. Tự nhiên nói tới đây cái quên. Cái con thẻ để mình nấu cho nó ngon, cho nó ngọt nước. Hôm trước mình làm bánh canh là hình như anh nhớ là 9-10 viên gì nè. Mày lớn nè. Em nhớ được coi là 19 viên hay 11 viên. 11 viên. Đúng không anh Khải? 11 viên. Hôm nay thì chắc cũng cỡ đó á. Lên cơ luôn. Lên cơ. Hôm nay thì ngoài anh Khải thì có Út Nhân nữa. Không sợ hả anh Khải? Sợ đâu. Có gì Nhân hơi hỗ trợ anh Khải ha. Khỏi tập gym. Hôm nay mình với lại mọi người trong gia đình á, thường thường là thèm mấy cái món mà lúc mà chưa giãn cách xã hội á, mình đi ăn quán. Thì cũng có làm cơm sườn nè, rồi mấy cái món lặt vặt. Nhưng mà bữa nay thì làm cái món mà Băng cũng rất là thích, là món bánh canh này. Bánh canh chả này là mình hay đi ăn những cái tiệm mà bán lề đường đó Băng. Lề đường. Giá một tô tầm 15 đến 20 ngàn đó cả nhà. Là người ta chỉ bán bánh canh chả thì cũng có huyết với lại tôm khô. Hôm nay thì mình sẽ làm tép. Thế cái phần tôm khô đó. Em ép thử cái này coi nó làm sao. Dầu sôi chưa biết. Thấy sôi đó bạn. Có xuống thì nó có xuống rồi nè. Xuống thì có xuống mà không biết nó tơi tơi cái ấy ra ha. Hey, im rồi đó. À, đúng rồi Băng. Yeah. Đắp lát thử rồi nó ra. Chả thì nó có độ dai nhẹ nhẹ lắm nên muốn nó ra không đây. Nó ra đó Băng. Em bật cái dao anh ta. Dao dao của mẹ thì nó dễ hơn. Đó, im. Anh nghĩ mình nhúng cho nó săn lại mình hả cắt á, nó không bị dính. Ồ, đúng rồi đó. Nó im hơn. Mình rút kinh nghiệm tay. Lần đầu mình ép bằng cái khuôn này nè. Mà chả cá đó. Có lý. Đấy, đi mà đấy.
Ý anh nói là cho nhúng nhúng cho nó săn cho nha. Nó săn lại cái mình cắt nó không bị dính. Chính xác. Cắt từ từ, cắt nhanh quá cái nó dính. Cắt từ từ nó mới tơi ra từng cái nè. Vậy là có lý rồi. Có lý rồi. Chả này nãy anh quết cũng lâu lâu hả anh Khải? Lâu. Anh Khải là quết là từ chưa dài, chưa dai cái quết cái hồi nó tả ra luôn, tả ra rồi giờ mới dai lại. có nghĩa là chả mua về cái nhà là anh Khải phải nêm nếm gia vị vô, băng nêm nếm gia vị vô. Ừ nãy không có thử lại nên anh Khải ơi. Cái nêm nếm gia vị xong cái anh Khải mới nhồi cái bắt đầu nó bơi gời ra ra công đoạn là bơi Khải gời. Trốn mất tiêu kìa, nói anh Khải trốn mất tiêu. Bơi gời ra không rồi xong rồi đó rồi nhồi bí bao lâu nó mới nhập lại được một thành một khối gì nè. Cũng tiếng mấy đồng hồ á. Bây giờ mình chiên chiên thử cái đi rồi tiếp theo Văn ơi. Nhiều đó đó. Dạ. Hồi nãy nè hai anh em mình đi mẫu nêm táo không biết vừa ăn không nè. Vừa ăn không thầy? Người ta sự cố mà chồng người ta kêu một ngày. Sự cố nhẹ thôi. Sự cố nhẹ trong cái hệ thống thôi. Anh canh chả thứ nha, bữa nay chả là nguyên liệu chính thôi. Chả là nguyên liệu chính. Tép là mua phụ quả thôi. Mà chả thấy chiên hấp dẫn lắm nè. Em thấy nó vàng đều rồi nè nha. Vớt ra mẻ đầu tiên nha. Hên quá được cái khu này cũng đỡ. Cắt bọc thì nó hơi lâu. Dạ, cắt bọc thì cũng được nhưng hơi lâu. Ngon quá trời nè. Anh coi cái chả ngon thật ngon. Nhìn cái chả quá hấp dẫn. Giống bánh canh gì ở ngoài ngoài miệng ngoài ta cái bánh canh đó. Thơm quá thơm. Ô em canh hay á, bên nồi nước bên kia sôi kìa. Sôi. Giờ qua đây để mình cắt bánh canh. Em xào tép thì em cho miếng màu điều vô. Cho tép vô. Cầm nhé như vậy. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Nấu xong nồi bánh canh là vừa mưa. Từ mưa bánh canh nóng chắc không được quá. Chắc không được đâu. Tính ra bữa nay mình nấu cái nồi bánh canh này á, là nó công phu hơn cái nồi bánh canh cá lóc rất là nhiều luôn. Cá lóc hôm bữa là chỉ có cá lóc không hết ta? Chỉ có cá lóc luộc lên cũng như là luộc trong nồi nước súp đó. Rồi cái mình nặng bánh canh bỏ vô à. Mà bữa đó không có làm màu làm mè gì chứ, màu trắng không à. Bữa nay màu mè quá lá hẹ. Bữa nay màu này màu nọ đồ quá què quá. Rồi em xào dừa xăng thôi, không cần chín. Con tép này thật sự chưa chín đâu đó. Để em thôi mình thả vô nồi nước súp á. Chứ để mình xào chín thôi thả vô nó teo lắm. Rồi em dừa xăng khấu cho Út Nhân với lại anh Khải nha. Ép bánh hả? Ép bánh. mẹ nghi ngờ khả năng của Út Nhân. Ép phòng đó. Biết ép phòng đó hả? Cái nồi nước bên đây thì mình sẽ cắt bánh canh bỏ vô rồi mình vớt ra cái thau nước lạnh này. Còn cái nồi lò củi bên kia thì ngơi nữa mình sẽ nấu nước súp. Lộn bên Khải. Hình như thấy nhẹ tay hơn được rồi ha. Nhẹ tay hơn. Dạ, tại mình làm bột hơi lỏng hơn á. Rồi anh chạo thử anh Khải. Anh đút dưới nước luôn á anh Khải. Thử nó ra không? Ôi, ngon đó, lành. Nó ra luôn. Không có khán giả chỉ mình làm gì nè. Để xuống luôn, không cần cắt. Ôi, Nhân khỏe rồi. Nhân thích ngồi đây cắt. Không vô nước sôi cái màu nó dậy màu lên nữa ha. Dạ.
tươi ngon lành. Lần trước mình chờ dốt thiệt chứ. Dốt thiệt cho mình. Cảm ơn vị khán giả quên tên đã chỉ mình. Đó nó chín cái nó nổi lên ha. Dạ chín nó nổi lên đó. Mình cho qua cái đây. Màu tím ghiệm luôn. Tím quá trời tím luôn nè. Tím liệm luôn á. Mà nó có ánh xanh, xanh ánh tím hay tím ánh xanh em không biết, nhưng mà nó vừa xanh xanh mà nó vừa tím tím. Miếng sao ngon được. Miếng sao ngon được. Màu gì màu ha. Màu gì màu, vô bụng thôi. Bữa nay mày đặt qua lá hẹ nó anh cái. Qua lá hẹ mà mày đừng có chịu ạ. À. Bỏ một cục này vô cho nó chín đi rồi. Tô một cục hả? Tô một cục rồi ăn rồi dễ dễ hay như ăn vậy sao nướng hả? Chán thiệt chứ. Những ai có ý nghĩ độc đáo à. Vậy băng sẽ niêm cái nồi nước này nghe cả nhà. Trong đây thì mình đã cho huyết vô trước. Em cho miếng hạt niêm, miếng bột ngọt, miếng muối nãy lúc có ninh cái huyết em bỏ vô rồi, miếng đường. Cái tép này nãy là còn hơi sống nè, em cho tép vô. Em cho hết phần chả vô luôn. Luôn dính rồi đó. Nhưng mà vô nó sẽ tơi ra lại. Ổn. Hấp dẫn luôn. Em quậy cho nó tơi tơi ra. Nồi khổng lồ thì chứ hồi nãy em thấy có nửa nồi à. Em tính đâu là ít. Bây giờ em cho tiêu vô, em cay mắt quá trời. Bị gián đoạn cả nhà. Mình, tiêu nhiều sẽ ngon nhưng mà mình sẽ cho ít thôi cả nhà. Thôi nữa ai ăn nhiều á thì mình sẽ thêm. Cái phần chả hồi nãy lúc trộn á mình cũng cho tiêu nhiều luôn. Em cho phần này vô luôn nha. Anh Khải ơi, bắt xuống giùm em anh Khải ơi. Đây. Dạ nhờ anh Khải bình cái nồi xuống giùm em ha. Ủa, quá đẹp. Hồi nãy giờ nấu chín mà mưa quá đó cả nhà, thành ra là mới bớt mưa, bây giờ mình sẽ múc ra tô để mọi người cùng ăn. Trước em mới chan nước lên. Như vậy. Mấy xác định chính xác được chứ giờ lỡ múc chung chung rồi đâu có biết bao nhiêu cái bao nhiêu nước ha. Mọi người trong nhà giờ cũng đói bụng rồi, cũng xế rồi đó cả nhà. Giờ tầm 2 giờ mấy 3 giờ. Gần 3 giờ chiều. 3 giờ. Là lúc sáng giờ đó. Có đói gì đâu không biết. Có đói gì đâu hả anh Khải? Anh Khải tí nữa quay phim anh ăn trước. Anh Khải chưa đói, em đói quá. Rồi gia đình mời cả nhà cùng ăn bánh canh nha. Rồi mời cả nhà ăn bánh canh. Mời cả nhà nha. Thôi mời cả nhà ăn bánh canh. Bánh canh thì mình nấu vô trong nồi hết rồi, còn cái phần chả còn để ngoài đó, mọi người ăn, cha mẹ đồ ăn thêm thì mình gấp thêm. Bữa nay đầu bếp nấu vừa ăn không anh Khải? Không có dành được con. Tô bánh có màu qua đầu bếp nhìn hấp dẫn quá. Thường thường ăn bánh trắng không à? Chỉ có nhà hàng Màu Thống của Hương mới có thôi. Chan nhiều miếng nước mắm với lại vài lá gót ăn ngon. Bếp đậu bếp này để cái thức mà chị em tập ăn gì. Có màu cho, cho kích thích. Em mốc. Giờ này mà có cho bánh canh thì trời mưa giống như nữa nuôi mà nuôi trái nuôi rau á
Hồi đó mẹ đi siêu thị mẹ mua nuôi rau củ á, đủ màu chưa. Thực vật không á, rau cải. Củ quýt nữa, đã. Nãy giờ ép mệt ăn ngon nha. Ngon. Dạ, dạ. Em nặng dữ không? Nhẹ chứ. Dạ. Con không biết nữa, anh Khải với Út Nhân ép. Bữa nay ngon là nhờ đầu ép của mẹ hay gì á. Chứ nhờ anh Khải ra làm chả, dai quá trời. Chí này nghiên cứu à. Làm nhà nghiên cứu ba cái sắc sáo á, có ba cái sắc hợp á, làm cái chân cũng như chân ghế để lên cao hơn rồi, dạ. Để lên rồi là mình chỉ gà dính nữa rồi, mình ở đây mình chỉ cần mình ngắn rồi đút thêm cái như đây để nhẹ cái cỡ nào cũng xuống, nó là quả mai đó mà làm bún được, làm bún lỗ nhỏ ép không nổi đâu. Con Toàn này mới đã ăn vô mới đã luôn, về nhắc. Cho mình nguyên con nó lửng để lửng cắn ra. Êm không ông Út? Êm quá êm. Quá êm hả? Nếu mà có cốc rượu vô làm cũng ấm ấm ha. Thằng nóng chạy nước tới đâu biết tới đó. Cái này mình ăn buổi sáng mà nhờ cái trời mưa. Cái thằng ăn buổi chiều luôn. Đã hả? Này. Nồi tới tết. Ăn giờ này tối chắc phải lục lại quá anh Khải. Lục lại chứ. Giờ này khoảng 3 giờ thì đây tới tối chịu không nổi đâu. Có cha chịu nổi không nổi thôi à, tại cha ít lục. Tôi phải lục rồi đó. Đừng nào không lục. Đây tới tối trước khi ngủ. Mà thông thường thì ăn cơm nó chắc bụng hơn nữa. Ăn mấy loại bún cháo với lại bánh canh này thì có vẻ như là tối là phải lục lại. Em cũng vậy á. Cả nãy Nghiêm không có thử mà. Giờ ăn ghê không? Ghê ta. Tụi Nghiêm á. Thì đó em mới nói ghê đó. Mình làm luôn hay là chả mua chợ vậy? Vậy là ngon, cha tính ở chợ mua về người ta ướp thẳng. Ngon như ở chợ. Ốc thì mọi người tưởng vậy đúng chứ. Nó nhìn là tưởng là mua chợ mới chứ. Cái bánh này á, mình làm bằng qua đậu biếc á thì nó không có cái vị đặc trưng nha, nó chỉ có màu thôi. Còn mình làm bằng lá dứa là nó thơm mùi lá dứa đặc trưng luôn đó. Như chẳng hạn như mình giò chè hôm bữa đó là mùi lá dứa đậm đà lắm, ngon. Tô nó chứ hai. Tô luôn đi chứ nữa gì hả? Để coi sao. Cắn gì miếng ngớt chưa không cài em nội. Cha làm nổi hai tô không bánh này? Không nổi. Nè em cũng rắc rắc rồi, nó mưa không lớn đâu, thằng chập màn đâu mà cũng đỡ, không có dông. Dạ. Cái mưa nãy lớn ghê á. Lúc lắc là lớn, nó nhỏ, lớn, nhỏ. Không hết hả? Làm không hết hả? Băng xuống tô luôn hả bạn? Em xong rồi. Rồi, mình xin hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Rồi, chào cả nhà. Bye bye cả nhà.